Xin chào các bạn. Hôm nay mình quay video clip về sản phẩm dưỡng sinh. Thường thường cái này nó chỉ được đa số thì dùng trong vòng vài tháng thôi ạ. Vì sản phẩm này làm thì cũng dạng làm bình thường, chứ nó không phải là làm đẹp về mặt mỹ thuật cũng như là lửa tre. Đây là tất cả tre bình thường đấy, chỉ việc con xanh cắt rồi đồng sâu rồi đấy, dưỡng sinh. Nói chung là 300 nghìn cả một cái này thôi ạ. Còn cái bên này thì mắc tiền rồi ạ. Sản phẩm dưỡng sinh này, cái kích thước hiện tại của nó là 1m2 x 1m85. Nói chung là tre thì nó không được đẹp, vì cơ bản là khách cũng mua về nhà, dùng vài tháng xong rồi cũng vứt mà. Nên nó không được trau chuốt cho lắm. Chẳng hạn như là cái đây là cái chỗ này, đây là cái chốt. Chốt này là được chẻ ra chứ không phải là nguyên cây. Đấy nhá. Đây là nguyên cây này. Đây. Nguyên cái tre. Đây là chốt nguyên cái tre. Tre